Thưa quý vị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong phần 1 của bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Roman Cartmen, sản xuất năm 1955, chúng ta đã được theo dõi những thước phim tư liệu vô cùng quý giá và xúc động, được ghi lại trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của phim này để được sống lại những khoảnh khắc lịch sử đặc biệt của dân tộc. Geneva, ngày 21 tháng 7 năm 1954. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của một số nước có liên quan đã được tiến hành nhằm mục đích lập lại hòa bình ở Đông Dương. Các lực lượng hòa bình thế giới do Liên Xô đứng đầu đã đạt được những thắng lợi vô cùng quan trọng. Nhân dân Việt Nam đã giành được chiến thắng và hòa bình. Trên chiến khu, trong rừng sâu, họ đã đúc súng đạn, in sách báo, họ đã tấn công tiêu diệt lô cốt địch và họ đã học đọc, học viết. Hòa bình đã đến với mảnh đất bị chiến tranh tàn phá. Hãy để bạo ngược và bất công vĩnh viễn biến mất khỏi mảnh đất Việt Nam. Tại những nơi trước kia quân chiếm đóng biến thành hoang mạc, cỏ dại phủ kín, thì hôm nay cuộc sống tự do, lao động và hòa bình đang sinh sôi. Những tiếng mình nổ phá hủy các lô cốt bê tông là tiếng pháo hoa chào mừng chiến thắng. Trong những ngày này, tuân theo Hiệp định Geneva, quân đội Pháp phải rút khỏi thủ đô Hà Nội. Trong thời gian rút quân khỏi thành phố, chính quyền Pháp đã ban bố lệnh thiết quân luật, dọa sẽ không nương tay, cốt để buộc dân chúng chỉ ở trong nhà. Chụp ảnh lần cuối để giữ kỷ niệm về Hà Nội. Không để binh lính Pháp và bộ đội Việt Nam phải đổ máu thêm trên các cửa ngõ vào tiếp quản thành phố là một thắng lợi có tính thuyết phục của các lực lượng gìn giữ hòa bình. Đoàn xe rút quân đi trên cầu Long Biên bắc qua sông Hồng. Việc tiếp quản thủ đô diễn ra dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế gồm các nước thành viên là Ấn Độ, Canada, Ba Lan. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, các đội tuần tra bảo vệ đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã vào thành phố, thay thế cho binh lính Pháp tại các điểm trọng yếu. Các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thay thế cho các sĩ quan Pháp ở đồn chỉ huy. Lính gác Pháp rời khỏi trạm gác tại phủ toàn quyền Đông Dương.
Thay vào vị trí đó là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Tòa nhà Ngân hàng Đông Dương, lính gác thay thế cho nhau tại nhà máy nước thành phố, ga Hàng Cỏ, công nhân xe lửa Hà Nội đã liều chết giấu những bộ phận quan trọng nhất của đầu máy để quân chiếm đóng không thể lấy đi được cả đoàn tàu. Công nhân Hà Nội ngăn cản không cho lấy đi máy móc, thiết bị của nhà máy điện và các nhà máy xí nghiệp khác trong thành phố. Ở ngoài ô thành phố, các công nhân đã cất giấu các dụng cụ, thiết bị quan trọng từ trong thành phố chuyển ra. Các dụng cụ y tế, thiết bị của bệnh viện thành phố đã được đóng gói để chuẩn bị chuyển vào Nam, song tất cả đã được giữ lại vào giờ chót. Tại các nơi có các đội tuần tra của quân đội Việt Nam đi qua, đường phố biến đổi trong chớp mắt. Mười sáu giờ ba mươi phút ngày 9 tháng 10 năm 1954, đội tuần tra cuối cùng của quân đội Pháp đi qua cầu Long Biên rút ra khỏi Hà Nội. Chúng sẽ không bao giờ quay trở lại. Hà Nội tự do. Dân lành đã có thể hít thở tự do hát bài hát của mình và tự do cười rạng rỡ hạnh phúc. Nhân dân Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân thân yêu tiến vào thành phố. Từ cửa ô phía Tây, trung đoàn thủ đô tiến vào Hà Nội. Tên gọi hãnh diện đó được đặt cho trung đoàn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Trung đoàn thủ đô được thành lập từ các đơn vị của các khu phố, các huyện. Họ đã chiến đấu bảo vệ thành phố đến những viên đạn cuối cùng. Anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam, trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Trị. Con đường chiến đấu của người lính thủ đô là con đường thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam. Dù chiến đấu trên chiến trường nào, ở đâu, những người lính của trung đoàn thủ đô luôn tin rằng nhất định sẽ có ngày họ trở về thủ đô yêu dấu. Những người bạn cũ gặp lại nhau, họ phải xa nhau trong chiến tranh, mỗi người một đơn vị. Họ đã chiến thắng vì tất cả họ đều căm ghét chiến tranh. Phố phường Hà Nội tưng bừng trong ngày hội lớn, ngày hội của chiến thắng, ngày hội toàn thắng của ý chí sắt đá, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trái tim mỗi người dân tràn ngập niềm tự hào về quân đội Quang Vinh, về những người lính dũng cảm, trẻ trung của đất nước. Những lời ca về những người lính đã hy sinh vì tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của nhân dân sẽ còn vang mãi. Hà Nội, những giờ phút đầu tiên sau giải phóng, thành phố bắt đầu sống một cuộc sống thanh bình sôi động.
Chúng ta đang chứng kiến Hà Nội như thế này. Vậy mà vào đúng thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng thủ đô Việt Nam vắng tanh bóng người, rằng thành phố không có điện, nước, dân chúng thì đói khát. Trên đường phố là cảnh hoang vắng, chỉ có tiếng bước chân của quân đội đi tuần tra. Vâng, chỉ mới 2 ngày trước, tình hình đúng là như thế. Khi quân đội chiếm đóng còn chiếm giữ Hà Nội. Còn hôm nay, người ta nói rằng chưa bao giờ Hà Nội vui và sống động như thế. Chưa bao giờ Hà Nội lộng lẫy đến thế. Những người chiến sĩ này đã cống hiến hết cả tuổi thanh xuân của mình cho cuộc kháng chiến cứu nước. Trong các cuộc hành quân, bên chiến hào hay trong các trận đánh, có ai trong số họ lại không mơ ước đến ngày hòa bình, mơ ước được đi học và mơ ước được đến giảng đường đại học? Các trường học ở Hà Nội đã mở cửa ngay sau ngày giải phóng. Một năm học mới lại bắt đầu. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, trong thời kỳ kháng chiến chúng ta đã gặp ông trong rừng, nơi ông điều chế ra thuốc kháng sinh penicillin từ hạt ngô. Các nhà khoa học Việt Nam trở về phòng thí nghiệm khang trang hơn. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, trong thời kỳ chiến tranh đã ứng dụng thành công phương pháp của nhà bác học Liên Xô Filatov. Nếu khi đó ở trong rừng, ông có chiếc tủ lạnh, thì chắc chắn ông đã đạt được kết quả rực rỡ hơn. Trên chiến khu, các họa sĩ đi theo kháng chiến đã từng ước mơ tới ngày thủ đô thân yêu sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ. Ước mơ đó đã thành hiện thực. Trên đường phố Hà Nội, người ta đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh sáng tác trong kháng chiến. Tác giả của những bức tranh này là cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, người đã anh dũng hy sinh khi chiến tranh gần kết thúc. Đây là những bức ký họa cuối cùng để trong cặp tranh mà ông dùng ngoài mặt trận. Một số đồng bào và cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Đồng bào, đồng chí miền Nam được đón tiếp nồng hậu khi đặt chân lên miền đất tự do của Tổ quốc. Một nửa đất nước từ vĩ tuyến 17 trở vào vẫn chưa được giải phóng. Ở đó, ánh thép của vũ khí Mỹ vẫn ngự trị. Ở đó, người ta làm mọi cái để phá hoại hiệp định hòa bình đã được ký kết ở Geneva. Biết bao người bị giam cầm, biết bao người phải chịu cảnh tù đầy trong các trại tập trung và nhà tù, biết bao người bị giết hại, bị đày đọa sau bức tường trại giam. Thành kính tưởng nhớ đến những người đã hiến dâng đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Với lòng biết ơn sâu sắc, nhân dân Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến. Họ đã mất, nhưng sẽ còn sống mãi trong tâm khảm của những người còn sống, những người đã chiến đấu và chiến thắng. Giờ đây, những cây lúa đã trổ bông, chín vàng trên mảnh đất thấm máu đào,
của những con người ưu tú, những người đã hy sinh vì chính nghĩa. Đất nước thu hoạch mùa vụ đầu tiên trong cuộc sống mới hòa bình. Bàn tay của người nông dân cầm súng khát khao trở lại với công việc đồng áng trong lao động thanh bình. Từ đây, lúa chín không phải trở về sân nộp cho địa chủ nữa. Không một đứa trẻ nào sẽ còn phải chịu đói, chịu kiếp làm nô lệ. Sau chiến tranh rồi, đất nước sẽ chăm sóc và bảo vệ chúng. Nhân dân không tiếc bất cứ thứ gì dành cho con em những người đã ngã xuống vì tổ quốc. Nhân dân xây dựng cuộc sống mới với tinh thần lao động hăng say, sáng tạo. Hàng ngàn nông dân đã tham gia khôi phục các công trình thủy lợi bị chiến tranh tàn phá, để từ nay nhất quyết không chịu cảnh hạn hán ngập lụt. Nhà máy điện hoạt động cần có than. Trong các hầm mỏ của chế độ cũ để lại, công nhân vẫn lao động thủ công, nhưng sẽ tới ngày máy móc làm việc thay cho con người để khai thác tài nguyên giàu có của đất nước. Khôi phục đường sắt là một công trình của toàn dân. Trong kháng chiến, những người dân yêu nước đã đào phá đường tàu, tháo dỡ tà vẹt, đường ray rồi đem dìm xuống nước ao hồ để cắt ra làm vũ khí tự tạo. Đường sắt mới rất cần thiết cho công cuộc xây dựng tái thiết đất nước và nối liền Việt Nam với các nước bạn bè. Toàn bộ công sức của nhân dân dồn cho xây dựng lao động hòa bình. Đại hội Toàn quốc Mặt trận Dân tộc khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Mặt trận là nền tảng vững chắc của chế độ, của nền dân chủ Cộng hòa. Mặt trận gồm đầy đủ đại diện các đảng phái, các tổ chức xã hội và các đoàn thể của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trong cuộc đấu tranh gian khổ trường kỳ, giai cấp công nhân Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiền phong của dân tộc. Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đã đến tận đầu máy xe lửa Hà Nội cảm ơn những người công nhân đã đấu tranh bí mật, gian khổ với quân chiếm đóng. Và đây là thành quả của sức lao động đã được giải phóng. Đoàn tàu lướt băng băng trên tuyến đường sắt vừa được khôi phục. Chúc các bạn Việt Nam, những người dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động lên đường may mắn. Mây đen chưa tan hết trên bầu trời cả nước, nhưng không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể khuất phục được nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì một tương lai tươi sáng và vì hòa bình. 7 tháng ở Việt Nam, thời gian trôi nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra những ngày cuối cùng của cuộc chiến đã qua đi.
Những ngày tháng hòa bình đầu tiên đang đến, trong tôi không thể nào phai mờ được kỷ niệm về cuộc gặp gỡ với nhân dân Việt Nam. Những trẻ em, bộ đội du kích, những bộ trưởng, thầy giáo, công nhân và cả nông dân nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi đến đất nước này và tôi sẽ yêu mến nó đến trọn đời. Trong giờ phút chia tay, tôi muốn tin rằng mình sẽ trở lại, sẽ thấy một Việt Nam hạnh phúc, thống nhất, không bị chia cắt bởi bất kỳ vĩ tuyến nào. Những cái bắt tay, những cái ôm hôn lần cuối cùng với những con người tôi yêu quý. Và khi máy bay lượn một vòng giã biệt trên bầu trời Hà Nội, phía trên hình bầu trời xanh lam của Hồ Hoàn Kiếm, trái tim tôi như đang muốn nói, tôi sẽ không nói lời vĩnh biệt với bạn, Việt Nam thân yêu. Roman Cachman đã khép lại cuốn bút ký Ánh sáng trong rừng thẳm của mình bằng những dòng đầy cảm xúc như vậy. Và niềm tin của Cachman đã đúng, bởi như lời kết của bộ phim, không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể khuất phục được nhân dân Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì một tương lai tươi sáng và vì hòa bình.